mình.own.vn xin được chào tất cả anh em, tất cả các bác. Cái video ngày hôm nay thì mình sẽ để dành cho các bác nào đang muốn xem để tìm cho mình một chiếc máy chiếu để xem phim mà chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu. Chúng ta mới bắt đầu chơi máy chiếu, chúng ta mới bắt đầu sử dụng chiếc máy chiếu để xem phim. Và chúng ta cần phải chọn như thế nào để cho chuẩn nhất, để cho tốt nhất. Đầu tiên, đấy là nhu cầu cũng như là cái không gian chúng ta cần để chọn. Với những cái phòng ngủ cá nhân như video các bạn đang xem đấy, và cái nhu cầu xem phim ở trong phòng ngủ cho chất lượng hình ảnh đẹp, hình ảnh tốt đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được với những cái máy ở cái phân khúc độ phân giải là HD, HD Plus. Và với cái mức giá nó cũng khá là dễ chịu thôi, nó khoảng từ 2 triệu trở lên, 2 triệu đến tầm khoảng 4 triệu. Với những cái máy khoảng từ 2 đến 3 triệu là chúng ta xem cũng rất là đẹp rồi. Như là cái những cái video các bạn đang xem đây là hoàn toàn là những cái video thực tế, video thật 100% feedback từ khách hàng họ gửi về cho bên mình. Và họ khá là hài lòng với lại cái số tiền bỏ ra chỉ có hơn 2 triệu sử dụng cho những cái phòng ngủ cá nhân nó nhỏ, vẫn cho được cái hình ảnh nó sắc nét, màu sắc nó đẹp. Đấy, còn với những bạn nào mà các bạn yêu cầu một cái chất lượng hình ảnh nó ở cái mức cao, ở mức đẹp, rõ, sáng, chi tiết, thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ thêm những cái mức chi trả khoảng từ 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu là các bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được cái việc là xem cá nhân phòng ngủ nó rất là đẹp rồi. Còn ở cái mức mà khoảng từ 6, 7 triệu trở lên thì mình thấy thì nó hơi cao quá và nó cũng không cần thiết đến cái mức đấy. Đấy. Thì với chốt lại là với phòng ngủ cá nhân mà xem hình ảnh đẹp, sắc nét ok thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn máy ở mức khoảng từ 2 cho đến 4 triệu các bạn nhé, với máy HD hoặc là HD cộng hoặc Full HD. Đấy. Cái phòng khách với cái diện tích nó rộng, nó lớn và dành cho nhiều người xem, độ sáng cũng cao, thì chúng ta phải bắt buộc phải chọn những cái máy công suất nó lớn, ví dụ như là con F175S với hoặc F175 với công suất từ 150W trở lên, độ sáng là trên 5500 lumen thì mới đáp ứng được. Còn với những cái không gian nó siêu sáng như thế này, những cái phòng họp, những cái phòng dạy học thì chúng ta bắt buộc phải chọn những cái máy mà halogen công suất nó cực lớn để chúng ta có thể chiếu được dưới điều kiện ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng lớn. Còn những cái máy xem phim thì nó không đáp ứng nổi, mà nó chỉ ở mức là tạm thôi. Đấy. Tiếp theo là đến phần chúng ta setup máy ở trong phòng như thế nào, chúng ta cần thêm những cái phụ kiện gì, màn chiếu, rồi giá đỡ đấy, và chúng ta sẽ setup cái không gian chiếu của chúng ta như thế nào. Đấy, và về cái phần setup này thì thực ra thì một cái phòng gia đình của chúng ta, phòng ngủ của chúng ta thì nó cũng khá là nhỏ gọn, nên cái việc setup nó cũng khá đơn giản. Chỉ cần một bức tường trắng hoặc tường sáng màu, không cần thiết phải dùng đến màn chiếu, là chúng ta đã có thể chiếu ok rồi. Đấy. Ví dụ như là loa, phụ kiện đi kèm thì các bác có thể là, một là có thể có thêm cho mình những cái chân máy để chúng ta đặt cái máy lên để chúng ta chiếu cho nó dễ, hoặc các bác muốn treo tường thì chúng ta có thể dùng cái chân giá để chúng ta bắn lên tường. Đấy, cái này tùy theo không gian của mỗi người, chúng ta có thể cơ động trong cái vấn đề này. Nó khá đơn giản và những cái phụ kiện này nó rất rẻ. Những cái chân giá kiểu nó chỉ khoảng tầm hơn 200.000 thôi, là chúng ta có thể là để ở dưới đất, dưới giường, hoặc là bắn lên trần, hoặc là như long chun. Như anh long chun mình bên mình có lắp cho thì để ở ngay trên đầu giường, bởi một cái ke gỗ mua trên Shopee loanh quanh chỉ có hơn 200. Đấy, khá là đơn giản đó. Và với lưu ý là một số bác dùng những cái thiết bị nó đặc biệt như là MacBook hay là Surface hay là iPhone, iPad, để chúng ta sẽ cần phải có thêm một số cái phụ kiện để chúng ta chuyển đầu cáp ấy sang để dùng cho các cái máy đấy. Đấy. Và một số bác muốn kết nối ra loa ngoài thì tất cả máy chiếu thì nó sẽ có cái cổng 3.5 để chúng ta kết nối loa qua cổng 3.5. Ngoài ra thì chúng ta muốn kết nối không dây qua loa Bluetooth thì chúng ta sẽ có một cái phụ kiện đây, là một cái USB để chúng ta có thể kết nối Bluetooth từ máy chiếu ra loa, nó cũng khá rẻ thôi, chỉ có hơn 100.000. Đấy, thì những cái phụ kiện đấy thì chúng ta có thể dùng để setup một cái bộ hoàn chỉnh từ ở hình ảnh. Và một cái phần cực kỳ quan trọng nữa, đấy là cái chế độ bảo hành và cái sự uy tín chỗ các bạn mua. Thì hầu hết là hiện nay thì chúng ta đều có thể tìm kiếm những cái máy chiếu này trên online rất là nhiều, và chúng ta thì
hãy chọn những bên mà, một là các bạn nếu mà đến trực tiếp tận nơi để các bạn xem được thì rất là tốt, thì chúng ta sẽ có cái trải nghiệm nó tốt hơn, có cái khách quan hơn, tin tưởng hơn. Ngoài ra thì cái chế độ bảo hành cũng như là cái bên bán thì họ hỗ trợ chúng ta như thế nào, họ tư vấn chúng ta chuẩn không, tư vấn có đầy đủ không đấy. Và sau khi các bạn mua máy về thì họ sẽ hỗ trợ các bạn về vấn đề là khi có vấn đề trục trặc sửa chữa, hay là khi máy gặp lỗi, hay khi các bạn chưa biết dùng thì họ sẽ hỗ trợ chúng ta như thế nào đấy. Nên là chúng ta nên chọn những bên mà thực sự uy tín và có chế độ bảo hành, có cơ sở để chúng ta mua nó an tâm hơn đấy.